hồi mãi lá hoa cho than xóm nhỏ ngoại ô đã tan hoang vì quá hoàng. Vợ con còn đâu nữa về phương trời nào biết sống chết biết ra sao. Tao mới lề lệnh tâm thần quèn đi khắp nội thành ngoại ô để tìm cho ra vợ con khổ. Nhưng trời ơi, mãi tới hôm qua tao mới gặp, tao mới thấy rõ ràng vợ tao nó xuống xe cặp tay với anh Mỹ ung dung đi vào một cửa xa xỉ qua. Anh hùng ơi, anh lòng phải ai chứ chị Hương nào nữa dạ. Chúng tôi đã tin rằng anh tứ trời. Phải, tao chết đi để khỏi tuổi kiếp sống thường. Tên tuổi tao đã ly khai mà xác tấn còn liêu bê. Đáng đời mày chưa Hùng ơi, hẳn tình đời cái con mẹ gì. Hương ơi, anh nào muốn giết em đâu, máu em đổ là tại em đi theo như bầy lang soi. Thì anh đâu có thể tách rời từ một trái nổ vô tri. Nó có thể chọn mục tiêu mà xuyên thủng những trái tim bạo ác tham. Nhưng chẳng mai anh có chết đi anh cũng không màng. Vì cuộc đời đảo điên đảo anh tôn rằng hình ảnh của anh và con sống mãi giữa trái tim em. Anh muốn em chết cùng anh để của chúng ta cùng thấy một nguồn ác ủi trong đau đớn về. Dù cùng chôn vùi hai tình thương của hai kiếp sống lạc loài cô đơn vô nghĩa. Hương ơi, dù bao giờ oán hận anh mà xin em hãy nhìn anh bằng cái nhìn niềm yêu của người vợ trẻ năm nào. Cái thổ mà không khúc rời nhau của tình khúc ban đầu, anh chớ làm sao quên được những ngày nào mình vừa mới có nhau. Trong tình nghĩa sắc son còn em thì trốn lên nằm queo, còn em thì tạo tật bán mà vui. Anh nằm queo mà tự do hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền và đứa con ngoan.